chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Đài Loan nói xung đột với Trung Quốc sẽ gây hậu quả thảm khốc. Đài Loan cho rằng xung đột với Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả thảm khốc với thế giới do hòn đảo có vai trò kinh tế quan trọng chiến lược. Những gì chúng ta cần làm là giải thích với cộng đồng quốc tế rằng bất kỳ xung đột nào liên quan Đài Loan nếu nổ ra sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho phần còn lại của thế giới. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan, Joseph Wu nói hôm nay, lấy dẫn chứng từ tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và lạm phát leo thang do xung đột Ukraine. Xung đột ở eo biển Đài Loan khi bùng phát sẽ tác động chủ yếu đến thương mại quốc tế, khi hơn 50% container của thế giới đi qua tuyến đường biển rộng 180 km, ngăn cách đảo Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Do đó, tự do hàng hải là một trong những yếu tố quan trọng của an ninh và thịnh vượng quốc tế, ông Wu cho hay. Đài Loan cũng là nơi sản xuất phần lớn chất bán dẫn, chip, vốn đóng vai trò quan trọng huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và được sử dụng trong gần như mọi thiết bị hiện nay, từ máy pha cà phê đến tên lửa và cơ sở hạ tầng quốc phòng. Hãy nghĩ về tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, ông Wu nêu. Chúng tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ lực với Đài Loan, bởi tác động sẽ quá nghiêm trọng đối với thế giới. Quan hệ giữa đảo Đài Loan và Trung Quốc đi xuống từ khi bà Thái Anh Văn, người không công nhận chính sách một Trung Quốc, trở thành lãnh đạo hòn đảo sau cuộc bầu cử năm 2016. Tiêm kích Trung Quốc thường xuyên vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan, trong khi các tàu chiến cũng liên tục áp sát hòn đảo kể từ tháng 8 năm ngoái, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Tin kế tiếp, kiếp xe tăng Nga kể lại trận đối đầu đoàn thiết giáp Ukraine. Kiếp xe tăng mang hô hiệu Ayosa cho biết họ chỉ tập trung phá hủy mọi mục tiêu trong tầm ngắm khi đối đầu 10 xe tăng thiết giáp Ukraine. Truyền hình quốc phòng Nga hôm nay công bố cuộc phỏng vấn các thành viên kiếp xe tăng mang hô hiệu Ayosa, những người trải qua trận đối đầu đơn độc với 10 xe tăng và thiết giáp Ukraine tại tỉnh Zaporizhia hồi đầu tháng 6. Cả kiếp xe đồng lòng chiến đấu và chấp nhận rủi ro, tôi là người đưa ra mọi quyết định, nhiệm vụ và phá hủy mọi thứ trong tầm ngắm, trưởng xe có biệt danh Latka nhớ lại. Trinh sát Nga sử dụng Lycam phát hiện đội hình Ukraine gồm 2 xe tăng chủ lực, 4 xe chiến đấu bộ binh và 4 xe thiết giáp chở quân di chuyển về phía phòng tuyến gần một rặng cây. Cùng lúc đó, xe tăng Ayosha đơn độc tiến về phía trận địa. Thông qua bộ đàm, trinh sát Nga liên tục thông báo tình hình, yêu cầu xe tăng Ayosha rút lui và kêu gọi yểm trợ bằng nhiều loại hỏa lực. Dù vậy, Latka không cho xe lùi lại mà yêu cầu áp sát rặng cây sau đó bắt đầu khai hỏa. Phát đạn đầu tiên trúng vào xe thiết giáp Ukraine trúng mìn từ trước khi nó bốc khói và cản trở tầm nhìn của đội hình phía sau. Sau phát đạn, xe tăng Ayosha rút về phía sau, trong khi nhóm thiết giáp Ukraine tập trung để hỗ trợ nhau và trúng đạn pháo vào giữa đội hình. Ayosha sau đó nhanh chóng quay lại trận địa phục kích. Tôi yêu cầu pháo thủ trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Xe tăng Ukraine đầu tiên bị bắn trúng ngay khi xuất hiện trong đích ngắm. Chúng tôi phát hiện thêm 3 mục tiêu và bắn trúng toàn bộ, Latka nói. Bộ phòng Nga xác nhận kiếp xe Ayosha tiêu diệt 2 xe tăng chủ lực và 2 thiết giáp Ukraine. Số còn lại bị phá hủy hoàn toàn bởi trúng mìn và đạn pháo. Mỗi tiến công của Ukraine bị chặn đứng, trong khi xe tăng Nga không trúng phát đạn nào và trở về căn cứ an toàn. Các binh sĩ trên xe tăng Ayosha nói rằng họ không biết trận đánh được Lycam ghi lại và chỉ xem video sau khi nó xuất hiện trên mạng xã hội. Cảnh tượng từ trên không khác hoàn toàn với góc nhìn hạn chế trong xe. Bản thân chúng tôi cũng bị sốc khi chứng kiến lực lượng đối phương trong video. Tuy nhiên, kiếp xe vẫn sẵn sàng tiến công ngay cả khi biết trước về lực lượng bên kia chiến tuyến, Latka nói thêm. Lái xe có biệt danh Monolith là đại đội trưởng xe tăng, nhưng hôm đó đảm nhiệm vị trí điều khiển xe Ayosha do lái xe bị thương và phải nhập viện từ trước. Phương mắc sai lầm chiến thuật khi co cụm và tìm cách đổ quân. Tôi sẽ không bình luận về bãi mìn, nhưng cần nhấn mạnh rằng lực lượng pháo binh của chúng tôi đã chiến đấu rất hiệu quả, Monolith cho hay. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1 tháng 8 cho biết giới chức quân đội Nga đã tuyên dương hành động của kiếp xe. Họ đã thể hiện sự dũng cảm và chuyên nghiệp,
mang lại niềm tự hào cho quân đội. Đó là những phán xạ kích tuyệt vời. Trận đánh này có thể đưa vào sách giáo khoa, ông nói. Bản tin tiếp theo. UAV Nga tập kích lá chắn phòng không Đức viện trợ Ukraine. UAV Lancet tập kích bệ phóng của hệ thống phòng không Aegis-T được Ukraine triển khai, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Tài phản RV Voenko trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, hôm nay chia sẻ video từ máy bay không người lái UAV trinh sát, cho thấy bệ phóng tên lửa phòng không Aegis-T của Ukraine bị phát hiện và tập kích. Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện không được công bố, nhưng tài khoản này nói rằng mục tiêu bị tập kích bởi trinh sát thuộc cánh quân NEP, đơn vị đang tham chiến ở tỉnh Kherson. Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp Aegis-T bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong vị trí ẩn nấp ở bìa rừng. Gần đó là nhiều vật bánh xe trên cánh đồng. Thân xe phủ lưới ngụy trang, trong khi cụm ống phóng và anten dựng thẳng đứng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. UAV tự sát lan xẹt phá mục tiêu và lao xuống, nhưng lệch hướng trong những giây cuối. Nó bắt nổ bên cạnh bệ phóng, tạo ra cột khói nhưng dường như không kích nổ tên lửa bên trong. Chưa rõ mức độ thiệt hại của xe chở đạn kiêm bệ phóng, hình ảnh từ UAV trinh sát sau đó cho thấy lính Ukraine phủ lưới ngụy trang lên cụm ống phóng và chuẩn bị đưa phương tiện này rời khỏi trận địa. Đây là lần thứ hai tổ hợp Aegis-T của Ukraine bị Nga tập kích trong vòng 2 tháng qua. Ngày 7 tháng 6, hệ thống Aegis-T ở tỉnh Kherson bị trinh sát cơ quan Nga phát hiện, trước khi UAV Lancet phá hủy đài radar và pháo binh bắn phá dữ dội vào khu vực trận địa. Aegis-T do Đức sản xuất, có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km. Được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hay tên lửa. Đây được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine, giúp nước này lắp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và Buk M-1 bị phá hủy. Mỗi tổ hợp có trị giá khoảng 150 triệu USD, gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng 3 xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km và đủ sức bám bắt tiên kích ở khoảng cách trên 120 km. Đức cam kết cung cấp tổng cộng 8 hệ thống Aegis-T cho Ukraine, trong đó có ít nhất 2 tổ hợp đã được chuyển giao từ cuối năm ngoái. Các chỉ huy quân đội Ukraine hồi tháng 5 tuyên bố hệ thống này đánh chặn được 100% mục tiêu trong quá trình tham chiến. Bản tin thứ tư, Ukraine lắp rocket Mỹ cho thực thăng từ thời Liên Xô. Quân đội Ukraine sử dụng bộ chuyển đổi lắp cụm ống phóng chứa rocket Hira, được Mỹ viện trợ lên thực thăng Mi-24 từ thời Liên Xô. Hình ảnh xuất hiện gần đây cho thấy một binh sĩ Ukraine lắp rocket Hira 70mm vào cụm 19 ống phóng M261 trên một trong những chiếc trực thăng Mi-24V. Cụm ống phóng M261 do Mỹ sản xuất được gắn vào giá treo vũ khí bên trái của chiếc Mi-24V bằng một bộ chuyển đổi. Ngoài bộ chuyển đổi trên giá treo vũ khí, chưa rõ trực thăng Mi-24V có những chỉnh sửa gì để phóng rocket Hira. Cũng chưa rõ các nền tảng khác của Ukraine như trực thăng Mi-8 có thể sử dụng cụm ống phóng M261 và rocket Hira do Mỹ viện trợ hay không. Rocket Hira có thiết kế dạng module, bao gồm thân động cơ 70mm, có thể gắn nhiều loại đầu đạn khác nhau. Loại rocket mà binh sĩ Ukraine lắp trên trực thăng Mi-24V có thể là mẫu không có hệ thống điều khiển và có đầu đạn nổ mạnh. Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển cho Ukraine hơn 7.000 rocket Hira tính tới ngày 7 tháng 7. Cụm ống phóng M261 có thể phóng rocket dẫn đường bằng tia laser có hệ thống giám sát chính xác tiên tiến 2, ABKWS-2. Ukraine đã nhận một số rocket ABKWS-2, loại có vị trí lắp hệ thống dẫn đường nằm giữa đầu đạn và động cơ. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy trực thăng Mi-24V của Ukraine đang sử dụng rocket ABKWS-2. Ngoài rocket Hira, Mỹ còn chuyển cho Ukraine rocket Juni 127mm, được phát triển từ những năm 1950. Cường kích Ukraine từng sử dụng rocket Juni để tập kích các vị trí của Nga.
rocket Hydra và cụm ống phóng M261 lắp trên trực thăng Mi-24V là một trong các ví dụ về việc tích hợp vũ khí phương Tây trên trực thăng và máy bay cánh cố định từ thời Liên Xô mà Ukraine đang vận hành. Một số mẫu máy bay của Ukraine có thể sử dụng tên lửa phương Tây như tên lửa chống radar AGM-88, tên lửa hành trình Storm Shadow Cape Eagle và bom dẫn đường GDAM-E. Việc phải tích hợp vũ khí phương Tây với khí tài thời Liên Xô cho thấy kho đạn trực thăng và cường kích của Ukraine đang dần cạn kiệt. Tình hình có thể tồi tệ hơn trong bối cảnh nước này đang phản công. Trực thăng Mi-24 được Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960 với mục đích hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất và vận chuyển bộ binh. Mi-24 có tổ lái từ 2 đến 3 người, chở theo được 8 lính và có thể mang 24 tấn hàng hóa với dây treo bên ngoài. Mi-24 có thể bay với vận tốc tối đa 335 km/h, tầm hoạt động 450 km. Trực thăng được trang bị pháo 4 nòng xoay Zabby 12,7mm, pháo GSH-30 hoặc GSH-23L tùy biến thể. Cùng giá treo vũ khí có thể lắp cụm ống phóng rocket, bom hoặc tên lửa chống tăng. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Bám trụ 14 ngày trên bánh lái tàu biển. 4 người Nigeria di cư bám trụ trên bánh lái tàu biển suốt 2 tuần để tới châu Âu, nhưng không ngờ con tàu đang trên đường tới Brazil. Cảnh sát Brazil tháng trước giải cứu 4 người đàn ông quốc tịch Nigeria ngồi trên bánh lái của tàu Kenway ở cảng Victoria, đông nam nước này. 4 người này khởi hành từ cảng Lagos, Nigeria, bám trụ trên không gian chật hẹp của bánh lái con tàu trong 14 ngày, vượt hành trình 5.600 km xuyên Đại Tây Dương đến Brazil. Trong cuộc phỏng vấn tại Sao Paulo hôm 1 tháng 8, Friday, 35 tuổi, một trong 4 người di cư cho biết anh đang được bạn chở đến đua tàu Kenway đang neo đậu ở cảng Lagos hôm 27 tháng 6 để vượt biển tới châu Âu. Khi đến gần, anh rất ngạc nhiên thấy ba người đàn ông đã ngồi trên bánh lái khổng lồ của con tàu. Do chưa từng gặp những người này, Friday từng rất lo sợ rằng họ có thể ném anh xuống biển bất cứ lúc nào. Hai tầng lên đên trên Đại Tây Dương rất nguy hiểm. Để tránh bị rơi xuống biển, nhóm người dùng dây thừng buộc mình vào bánh lái tàu. Khi nhìn xuống, chúng tôi có thể thấy những con cá lớn như cá voi và cá mập. Do không gian chật chội cùng tiếng ồn động cơ, chuyện ngủ trở nên hiếm hoi và nguy hiểm, Friday nhớ lại. Trong suốt chuyến đi, cả bốn người đã phải cố hết sức để không bị thủy thủ đoàn phát hiện. Nếu bị bắt, chúng tôi có thể bị ném xuống biển, nên dặn nhau không được gây ồn ào. Vào ngày thứ 10, cả nhóm hết thực phẩm mang theo. Họ sống sót thêm 4 ngày trước khi được cảnh sát Brazil giải cứu. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp. Yeye, 38 tuổi, 104 người, nói trong cuộc phỏng vấn. Ở trên đó không hề dễ dàng, tôi không ngừng run vì sợ hãi, nhưng giờ tôi đã ở Brazil rồi. Hành trình của 4 người đàn ông cho thấy những người di cư sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn thế nào để cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ làm những điều không tưởng và vô cùng nguy hiểm. Linh mục Paulo Baris tại nhà thờ Sao Paulo đang chăm sóc nhóm người này nói. Bốn người cho biết họ đã hy vọng tàu cập bến ở châu Âu, nhưng sốc nặng khi biết họ đã tới Brazil. Friday và Yeye đã nộp đơn xin tị nạn ở Brazil, hai người còn lại có nguyện vọng trở về Nigeria. Friday và Yeye cho hay khó khăn kinh tế, bất ổn chính trị cùng tội phạm hoành hành khiến họ không còn cách nào khác ngoài rời bỏ quê hương. Trang trại trồng lạc và dầu cọ của Yeye đã bị lũ lụt phá hủy trong năm nay, khiến cả gia đình mất nhà cửa. Anh hy vọng có thể đón gia đình tới đoàn tụ ở Brazil. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của kênh của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc năm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ các bạn khán giả gần xa luôn nhé. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.